hỏi: Người học Phật muốn hiến cho các bộ phận trong thân thể mình sau khi chết, vậy có được không? Đáp: Người chết mà hiến cho các bộ phận trong thân thể không bằng khi còn sống mà cho được, vậy mới là chân thật. Mình chết rồi không còn dùng được nên mới hiến cho người, vậy có ích lợi gì? Cho nên gọi là điều mình không muốn thì đừng thí cho người. Những gì mà mình xả không đành mà xả được, đó mới là xả chân thật. Some more these so hard.